Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của team HTD Research của mình là Minh Tiến. Trên màn hình của các bạn chính là nền tảng H pro các bạn ạ và nền tảng này thì có một cái đồng token đó chính là HFT và mình tin chắc rằng là những các bạn mà tham gia vào cộng đồng HTD Research nói riêng cũng như là cộng đồng crypto nói chung, các bạn không ít lần nghe tới cái đồng token của cái nền tảng pro này. À, đến thời điểm hiện tại thì sẽ có rất là nhiều những câu hỏi được đặt ra đó là đồng token HFT này còn có thể đầu tư được hay không, có đáng để đầu tư hay không, có hâu được hay không và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai hay không. Đây là những câu hỏi mà kể cả trong những buổi live của team HT Research thì cũng có khá là nhiều bạn quan tâm tới cái nền tảng này. Đương nhiên là cái sự quan tâm của các bạn đối với lại nền tảng HPro này hay là đối với token HFT của dự án ấy thì nó đều có cái lý do của nó cả. Có thể các bạn đến bởi vì cái công nghệ của dự án chúng ta biết đến cái nền tảng H pro này là một nền tảng làm cross trên xuyên chuỗi đúng không các bạn thời điểm hiện tại thì có khá là nhiều những block trên nó mọc lên phải nói các bạn là như nấm ở thời điểm hiện tại đó thì nếu như mà các bạn ví dụ đi là các bạn xây dựng một chuỗi block trên sau đó thì tất cả những cái đi app hay là những cái ứng dụng nó chỉ hoạt động trên cái block trên đó thôi và token nó chỉ được luân chuyển trong cái chuỗi đó thôi thì nó rất là dạ nhàm chán đúng không các bạn nó không, không có khả năng phát triển không có tính ứng dụng và nó không thể gọi là phát triển rộng rãi được cái kiểu như các bạn mà thành lập một quốc gia sau đó các bạn à, xây một bức tường các bạn bao quanh lại các bạn không thoát ra được các bạn không giao lưu văn hóa các bạn không à, giao lưu buôn bán đúng không các bạn thì à, làm sao mà đất nước chúng ta phát triển được thì nó phải có những cái nền tảng giống như pro này đúng không ạ làm về cái mảng đó là cầu nối nó sẽ à luân chuyển giúp luân chuyển tài sản từ những à, chuỗi blockchain này sang blockchain khác. Kiểu như các bạn có thể là mở một con đường tơ lụa đúng không? Chúng ta có thể là đi từ quốc gia này sang quốc gia khác để có thể là giao lưu văn hóa này, giao lưu à, buôn bán sấp nhận, à, xuất nhập khẩu hàng hóa để có thể luân chuyển tài sản một cách dễ dàng hơn thì à, pro nó đang làm cái vấn đề đó các bạn và nó cũng có một số những ưu điểm nhất định đó là gì các bạn phí ga cực kỳ thấp tốc độ xử lý siêu nhanh đúng không các bạn đây là những cái yếu tố mà à, cần để cho những người mà tham gia vào cộng à, đồng, đồng crypto này à, quan tâm đến nó và những ai mà thực sự mà cần mục đích mà sử dụng cái tính năng của nền tảng hát pro này đúng không các bạn à, cái ưu điểm của nó là về gì các bạn tốc độ xử lý giao dịch nhanh này và cái phí giao dịch của nó thì rất là rẻ đúng không các bạn à, đấy là cái lý do tại sao nó lại thu hút được cái lượng người sử dụng cũng như là thu hút được sự quan tâm đặc biệt đến từ những người dùng thực tiễn ở trong cái thị trường crypto này nó cũng đúng thôi các bạn ạ các bạn kiếm được lời trong thị trường crypto này đã khó rồi mà các bạn muốn luân chuyển tài sản của các bạn mà chúng ta lại chịu một cái mức phí gắt rất là cao như vậy đúng không ạ nó làm thâm hụt tài khoản chúng ta đấy là cái điều mà thực sự là chúng ta không mong muốn cho lắm bởi vì vậy chúng ta cần những cái nền tảng mà nó có gì ạ vừa có ứng dụng thực tiễn này nhanh này và lại gì ạ phí rẻ nữa thì đấy là cái mà nó sẽ dễ dàng thu hút cộng đồng sử dụng người sử dụng đến với đến với nó và nền tảng hát đang làm khá tốt với này đó hoặc là các bạn biết đến nền tảng hát pro này các bạn không quan tâm gì đến công nghệ các bạn không yêu ái những cái công nghệ các bạn chỉ quan tâm tới cái hình thức đó là gì ạ các bạn quan tâm tới à, quỹ đầu tư này quan tâm tới market maker này quan tâm tới à, số vốn mà dự án gọi được một cái mà nó đang làm thực tiễn thời điểm tại nó có tiềm năng đẩy giá hay không đó thì có thể các bạn cũng sẽ đến với nền tảng hpro thông qua cái con đường đó hoặc cái chiều hướng đó thì chúng ta cũng biết được rằng là cái nền tảng này gọi vốn lên tới là 30,95 triệu USD đây là một số vốn không hề nhỏ các bạn nhé trong năm 2022 các bạn thấy được rằng là là khoảng thời gian mà thị trường của ta thì đã khá là tăm tối đúng không ạ và là khoảng thời gian thị trường của ta nó đang đang ở trong mùa đào trên và ở trong khoảng thời gian đó mà dự án này vẫn gọi vốn được lên tới là 30,95 triệu thì chứng tỏ rằng là dự án này vẫn đang à, đang có cái tiềm năng và có cái tiềm lực có thể là thu hút được những cái nhà đầu tư lớn đến với dự án này và đương nhiên rồi các bạn ạ tiềm năng tiềm lực ở đây là gì đó là khi mà tôi bỏ tiền ra đầu tư vào một dự án mà rõ ràng là tôi là những quỹ đầu tư kỳ cựu trong cái thị trường này thì chắc chắn là dự án đầu tư của tôi trong tương lai nó phải có cái tiềm năng gì đấy thì tôi mới bỏ cái số lượng tiền lớn như vậy để ném vào dự án đúng không bạn mình cũng không phủ nhận một điều rằng là kể cả những quỹ đầu tư lớn ở trong cái thị trường này vẫn có khả năng thua lỗ các bạn ạ. Đó các bạn thấy được rằng là trong năm 2022 hoặc là trong năm 2023 chúng ta chứng kiến rất là nhiều những đơn vị tổ chức phá sản đúng không các bạn. Họ là những uh, quỹ đầu tư, họ là những ngân hàng đúng không ạ, tên tuổi máu mặt lớn ở trong cái thị trường này đúng không ạ, trong thị trường tài chính nói chung ấy cũng như là thị trường crypto nói riêng này đều có thể phá sản không gì là không sẽ xảy ra được các bạn ạ và bất kỳ hình thức đầu tư nào ấy thì nó cũng sẽ có phát sinh rủi ro đúng không các bạn không chỉ cá nhân chúng ta đâu ngay cả quỹ thì họ cũng phải chấp nhận cái rủi ro đó nhưng mà thời điểm hiện tại cái điều quan trọng là chúng ta đang xác định rằng chúng ta đang ở trong cái giai đoạn nào của cái à, thị trường crypto này đúng không ạ thì à, thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang thấy rằng là chúng ta đang đi được một nửa chặng đường như vậy còn một nửa chặng đường phía sau nữa thì cái cơ hội của chúng ta nó vẫn đang có chứ không phải là không đúng không ạ À, quan trọng là chúng ta đánh giá nó là bao nhiêu phần trăm thì đối với dự án này các bạn thấy rằng có khá là nhiều những quỹ đầu tư lớn trong này đúng không các bạn à, những quỹ đầu tư mà được group Start đánh giá 3 sao à, có tới 4 quỹ đầu tư các bạn thấy có electric này đó có à, fabric này có idio crop, crop này hay là dòng à, crypto này ở dưới này các bạn thấy có có dragonfly file bay đúng không các bạn à, gumi này đó morningstar này hay là có winter vân vân cùng với lại một số những quỹ đầu tư khác ở thế giới này thì à, chúng ta được biết ở trong cái danh sách quỹ mà đầu tư vào cái nền tảng à, HFT này, à, nền tảng HFRO này, đúng không? Thì các bạn thấy được rằng là có răm này và Wintermill thì các bạn thấy được rằng là cũng là cái mờ MMM mờ mà có khả năng lái giá mà thường chúng ta hay có cái câu gọi là nói vui với nhau đó là gì ạ? Khả năng lái giá cực khét, đúng không ạ? Có rất là nhiều những dự án mà hai mờ mờ này lái giá thì các bạn thấy được rằng là có cái sự phát triển của nó hay cái sự tăng trưởng là khá là khủng. À, nhưng mà dù sao khi mà chúng ta đến với cái dự án này bằng bất kỳ hình thức nào hay bằng bất kỳ con đường nào có thể là ngay cả thông qua cái việc đó là kol chia sẻ thì chúng ta cũng thể thấy được rằng là chúng ta đến đều vì cái mục đích chúng ta đầu tư vào thôi của dự án và sau này chúng ta mong muốn có lời đây là cái mà mình tin chắc rằng là cộng đồng htdvsert nói riêng cũng như là cộng đồng crypto nói chung khá là quan tâm và đương nhiên là chính vì cái sự quan tâm đó mà chúng ta uh, có mặt ở đây ở trong video ngày hôm nay đúng không ạ À, nếu như mà các bạn nhìn vào phân bổ tokenomics ấy thì các bạn thấy được rằng là dự án này nó sẽ rất là nhỏ token đúng không các bạn. Các bạn thấy rằng là à, qua những cái vòng gọi vốn này hay là các bạn thấy được rằng là cho hệ sinh thái này, cho team này, cho cộng đồng vân vân các bạn hay là thậm chí là cả Binance launch pool thì các bạn thấy là nó chịu xé nhỏ token. Và khi mà chịu xoại xé nhỏ token như vậy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ marketing khá là tốt và nó sẽ giúp cho à, cái việc quảng bá dự án đến cộng đồng khá là tốt. Đương nhiên mỗi một quỹ họ mà đầu tư một dự án họ sẽ có những cái cách để họ có thể quảng bá cái dự án họ đang đầu tư và để có thể là gì các bạn để có thể là họ sẽ nhận được lợi nhuận trong tương lai nhưng mà có một cái điều mà theo cái quan điểm cá nhân của mình đối với lại cái nền tảng hát pro này mình cũng không thích lắm đó là gì các bạn đó là cái dự án này nó quá nhiều quỹ đầu tư các bạn, các bạn thấy là có hai trang à, bao gồm cả những nhà đầu tư thiên thần à, chính vì cái số lượng quỹ đầu tư nó nhiều nên đông ra là các bạn thấy là cái vấn đề đẩy giá nó sẽ khó hơn đối với lại cái dự án mà nó chỉ tập trung trong tay của một vài những quỹ đầu tư các bạn có trả tầm 2 đến 3 quỹ đầu tư nhưng mà đều là quỹ đầu tư tên tuổi thì khả năng nó sẽ à, kết hợp với nhau nó đẩy giá nó sẽ dễ hơn à, nó giống như kiểu là khi mà có nhiều quỹ đầu tư thì cái tính phi tập trung nó cao đúng không các bạn các bạn thử nghĩ đơn giản thôi có một cái công việc trong gia đình hoặc là có một cái mảnh đất mà các bạn thấy sở hữu bảy đến cả một gia đình bốn năm người thì cái việc mà bán được cái mảnh đất đấy nó sẽ ạ? À? nó sẽ khó hơn có người thì có đồng ý bán có người không đồng ý bán vân vân như vậy hoặc là có bốn người đồng ý bán rồi có một người thứ năm lại đi du lịch chưa về lại chưa bán được kiểu như vậy nó nó sẽ khó hơn còn nếu như mà cái quyền lực nó tập trung lại trong tay một hai ba quỹ thì khả năng là nó đẩy giá nó sẽ tốt hơn và đương nhiên khả năng bán xả nó sẽ tốt hơn bởi vì các bạn thử nghĩ là à, Nếu mà không bảo được nhau ấy Thì một thằng đẩy một thằng xả Thì đến bao giờ giá nó mới lên được Kiểu như vậy thì nó xả lên đầu nhau nó khó Thằng nào cũng lo cái vấn đề đó là à, Tao đẩy mày xả thì làm sao Vì thế nó sẽ ngần ngứ khoảng thời gian À, chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là ở trong cái khoảng thời gian à, khi mà cái nền tảng à, H Pro này trong cái sóng 1 khi mà nó tăng trưởng từ cái vùng giá đó là không, phải, à, không phải 3 đi, cho lên thẳng tới cái vùng giá đó là 0.9 thậm chí lên sát sấp xỉ một đô như vậy ấy, thì trong khoảng thời gian đó cái đội mở những cái vòng như vòng rao vòng thấp thấp phía dưới ấy, thì nó sẽ à, à, bán xả đi để làm gì các bạn? Để à, à, cho cái số lượng token nó sẽ tập trung lại ở cái những cái đội mà lớn ở phía trên hoặc là họ bán xả cho đến thời điểm hiện tại thì họ mới bắt đầu tích lũy lại để đẩy cho một cái sóng mạnh trong uptrend thì đấy là cái điều mà tuyệt vời còn nếu mà thực sự thời điểm hiện tại mà đẩy luôn bây giờ thì nó cũng chưa cá nhân mình ấy thì vẫn đưa đưa ra quan điểm nó chưa phải là thời điểm thích hợp chưa phải là thời điểm thích hợp để đẩy thì nó lại thích hợp với cái thời điểm đó là chúng ta có thể đầu tư chúng ta có thể mua cái thời điểm mà giá nó thấp đúng không bạn nếu như các bạn mà quan tâm tới uh, TVL của nền tảng pro này thì các bạn thấy là thời điểm hiện tại nó đang giảm khá là mạnh. Phải nói chính xác là nó giảm từ uh, đầu năm cho 2023 đến thời điểm hiện tại nó vẫn chỉ ở loanh quanh cái vùng đó là bảy uh, 7 800 nghìn đến khoảng tầm 1 triệu TVL thôi đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn thấy được rằng là cái volume của nó thì vẫn đang giữ nó vẫn đang giữ khá là tốt và các bạn nhìn thấy chính là cái vạch màu đỏ nhạt đây chính là volume giao dịch của nó này thì nó vẫn giữ nó ở mức đó. À, nhưng mà thực sự nếu thời điểm hiện tại mà các bạn thấy volume nó khoảng tầm là 20 triệu hay là 18 19 triệu ấy thì à, đây là cái volume giao dịch nó bao gồm cả những à, giao dịch thông qua bởi được thực hiện bởi những con bot đúng không các bạn. Nó không gọi là volume giao dịch thực. Còn nếu như các bạn quan tâm tới volume giao dịch thực thì các bạn có thể xem trên Mastery thời điểm hiện tại thì à, trong ngày hôm qua thì các bạn thấy là nó vào khoảng là 3,6 triệu này, hôm trước thì nó khoảng tầm 7 triệu hay là trước nữa thì nó vào khoảng là 5 triệu. Thì các bạn thấy là rằng trong khoảng gian gần đây nó xem xem đâu đó khoảng tầm từ từ à 5 đến 7 triệu USD trong ngày đúng không ạ? Đây chính là volume giao dịch thực được thực hiện bởi người giao dịch ấy. Như vậy được cho là như vậy các bạn. À, hay là các bạn mà quan tâm tới dữ liệu on chain của cái đồng token Hard Pro này, khi mà chúng ta xem trên hệ của Ethereum thì các bạn thấy là trên sàn khách thì hiện tại thì nó vào khoảng tầm là 151 triệu đúng không? À 1 token và các bạn thấy là cái giao dịch trong vòng 30 ngày thì cái lượng mà nạp lên sàn nó đang chiếm ưu thế hơn so với lại cái lượng rút ra và khả năng là chúng ta vẫn sẽ chứng kiến cái giá của token HFT này nó vẫn có chỉ có thể là gì ạ? à sideways tích lũy hoặc là có thể là có những cái cú đâm theo thị trường thôi. Chưa có những cái hoạt động tích cực cho cái việc đó là đẩy giá như là cái số lượng mà token được rút ra nhiều nhưng mà trên hệ BSC mặc dù trên này cái số lượng token trên sàn khách nó cũng khá là nhỏ nó khoảng tầm 11 triệu thôi nhưng mà chúng ta lại thấy có phần nào ăn đùi khi mà chúng ta thấy liên tục có số lượng token được rút ra thì chúng ta mình không biết được rằng nó chuyển từ hệ này sang hệ khác hay không nhưng mà chúng ta thấy nó rút ra như vậy thì chứng tỏ rằng là cũng có cái hoạt động tích lũy đúng không ạ à, nói về MM lái giá thì như mình đã nói ở trong cái phần mà quỹ đầu tư thì chúng ta thấy cái MM mà à, lái giá cho cái à, dự án à, lái giá token HFT này thì có Wintermill và À, dâng đúng không các bạn? các bạn thấy được rằng là đây ví dụ là các bạn xem cái à, lịch sử giao dịch thì chúng ta thấy được rằng có xuất hiện là Wintermute đúng không? À, Market Maker lái giá cho dự án này và mình sẽ tin tưởng một cái độ chơi của Wintermill cũng như là dâng sẽ có thể là giúp cho cái dự án này à, có thể là có sự tăng trưởng. Nhưng khi mà chúng ta tiếp tục nhìn vào cái lịch Unlock Token của dự án thì có vẻ là chúng ta thời điểm hiện tại có vẻ hơi e ngại một chút. Các bạn thấy là nó đang ở cái trạng thái đó là dựng một con dốc cũng khá là cao đúng không ạ và ăn lóc liên tục cho tới tận khoảng thời gian đó chính là năm 2026 nếu mà chúng ta quan tâm và chúng ta cho rằng là thị trường chúng ta sẽ bùng nổ trong khoảng thời gian đó là tháng 10 tháng 11 của năm 2025 nó giống như là cái khoảng thời gian năm 2021 đấy thì khi đó cái số lượng ăn lóc token ăn lóc đâu đó nó vào khoảng tầm là 700 triệu token thì uh, cái tổng cung của nó là một tỷ đúng không các bạn và nó nó khoảng 700 triệu thôi cần lúc đó cái vốn hóa thị trường đâu đó nó khoảng tầm là 7 đến 800 triệu thì cái giá nó mới sẽ ở cái khoảng nó là một đô thì mình cũng mong muốn rằng đó là với những quỹ đầu tư lớn như vậy trong thị trường crypto này khi mà họ nó có lời bởi những dự án khác thì họ có thể là đổ vốn qua cái À, dự án này để có thể giúp cho dự án này có sự tăng trưởng và đồng thời nó kéo thêm nhiều người mới vào để lấy thanh khoản nữa thì lúc đó thì à, cái giá của nó sẽ à, cao hơn cái giá này chỉ ít nó sẽ khoảng tầm là một đến hai đô chẳng hạn thì đấy là một cái điều mà chúng ta cũng có thể là kỳ vọng đúng không ạ nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đương nhiên với cái lịch ăn lóc dày đặc như vậy thì à, các bạn cũng khá là e ngại À, có rất là nhiều những cái chiều hướng ở thời điểm hiện tại thì cho thấy rằng là cái dự án này về ngắn hạn thì có khá là ít tiềm năng để có thể là đầu tư đúng không các bạn về dài hạn thì chúng ta chưa biết được nhưng mà về ngắn hạn thì à, khá là ít tiềm năng chúng ta lo ngại về cái lịch unlock đúng không lo ngại về cái sự phát triển dự án ở thời điểm hiện tại nhưng mà các bạn có dám đi ngược hay không bởi vì sao? như mình đã nói trong một số video những cái khoảng thời gian mà ở vùng giá thấp như vậy ai cũng lo sợ các bạn ai cũng lo sợ ai cũng lo ngại đó ai cũng lo ngại đúng không các bạn thì ai là người tích lũy để là ai là người tích lũy tại sao khi mà giá lên cao chúng ta lại thống kê được phần trăm có lời nếu mà thống kê được phần trăm có lời thì chứng tỏ là ở những cái vùng giá dưới này phải có người đầu tư và những ai là người đầu tư các bạn đương nhiên có khả năng là những quỹ đầu tư họ xả ở cái vùng giá này và à, hoặc là những nhà đầu tư họ mua được vùng giá tốt ở dưới này họ họ lên những vùng giá cao này họ bắt đầu họ xả xuống và họ bắt đầu tích lũy lại ở những vùng giá này đó đây là những cái vùng mà chúng ta có thể mua hợp lý đặc biệt những người mới ấy, thì các bạn lại lo ngại mua ở những vùng giá này và các bạn lại thích mua ở những cái vùng giá này đúng không ạ hoặc là thậm chí là vùng giá này thì tại sao mình lại nói rằng là khả năng là người mới sẽ thích mua ở những cái vùng giá này bởi vì sao bởi vì mình cũng đã là người mới trong thị trường crypto này và đương nhiên mình cũng đã trải qua cái vấn đề đó rồi các bạn ạ cái tâm lý mà sợ hãi khi mà giá nó ở cái vùng này lúc nào cũng có thì nó nung nấu trong đầu sợ rằng thì nó còn xuống nữa xuống mãi đúng không tài khoản mình mua vào nhảy vào mua thì nó uh, xuống tiếp thì sao lỗ đúng không tại sao mình không nhảy vào mua những cái con đang tăng này để nó tăng tiếp đúng không nó tăng tiếp nữa tăng mãi để mình có lời mà mình lại nhảy vào cái mua cái con mà nó đang ở tận cái vùng đáy đáy như thế này nhưng mà sau này khi mà các bạn tham gia đủ lâu với thị trường này các bạn uh, gọi là có kinh nghiệm mặc dù là thị trường này nó sẽ đưa chúng ta đi qua hết cái bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ học hỏi được phần nào ở trong cái thị trường này và đến khi mà chúng ta có được cái kinh nghiệm trong thị trường này thì chắc hẳn là các bạn sẽ hiểu cái thời điểm nào là cái thời điểm mà chúng ta có thể mua cá nhân mình thì vẫn sẽ kỳ vọng là cái đồng hồ HFT này trong option có thể lên tới vùng giá 1 đến 2 đô đấy là cái vùng giá mà chắc hẳn là một số bạn sẽ cho rằng đấy là vùng giá cũng khá là khiêm tốn đối với lại nền tảng này nhưng mà cá nhân mình cũng sẽ kỳ vọng và trong cái khoảng thời gian sắp tới của thị trường có thể đi sideways hoặc là có thể đâm một chút hoặc đi sideways nhưng bây giờ nó đã về cái vùng hỗ trợ khoảng tầm là 0,3 đúng không ạ phải ba USD rồi thì đây cũng là một cái vùng giá thích hợp để chúng ta có thể chia nhỏ cái khoảng vốn chúng ta đầu tư các bạn nên nhớ rằng chúng ta không nên ôn in bất kỳ thời điểm nào của thị trường để tránh tình trạng là giá giá xuống chúng ta không còn đô để mua và giá lên chúng ta không có token để bán thì đấy là cái mà thực sự các bạn đã nhắc khá là nhiều nhưng mà mình tin nhắc rằng là cũng không mấy bạn làm đâu nhiều khi mà chúng ta À, cũng yeah, chúng ta khi cái máu nổi lên thì khả năng chúng ta cũng sẽ ôn in là cái điều rất là cao vì thế là chúng ta nên giữ cái kỷ luật tốt à, chúng ta có thể là tích lũy cái đồng token này cá nhân mình mình vẫn sẽ tin tưởng vào à, à, quỹ đầu tư cũng như là mờ mờ giúp có thể lái lái giá dự án này và những cái mà dự án này nó đang làm được mặc dù thời điểm hiện tại nó đang có vẻ hơi ảm đạm nói chính xác các bạn là đang ảm đạm và với cái lịch token ăn lóc dài như vậy thì thực sự là nó cũng gây ra cái sự lo ngại nhưng mà nếu như chúng ta có sự suy nghĩ ngược chúng ta đầu tư khi mà mọi người chán nản nhất thì khả năng là chúng ta sẽ có lời đối với lại nền tảng này Ok các bạn thì video của mình xin phép được kết thúc tại đây video nó cũng khá là dài rồi các bạn nào thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh like video và hãy nhấn vào nút quả chuông thông báo để có thể là ủng hộ cho team HT Research các bạn nhé Còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại các bạn xin chào